em mới hiểu tại sao Vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan của thế giới. Em biết không, em cũng là một kỳ quan. Đối với anh, nó vô cùng đặc biệt. Thật không? Anh sẽ luôn yêu em. Có thể cắn vào tay anh không? Để anh biết rằng không phải là anh đang mơ. Cắn vào tay nào? Tay mới tháo bột ra hạnh phúc đôi lứa trên trần gian chắc cũng chỉ như thế này thôi là cùng, phải không mình? Thím đẹp đôi đấy. Con bé ấy cũng được. Có thím ấy ở bên thằng Hùng, anh cũng thấy yên tâm hơn. Đúng là đẹp người, đẹp cả nết anh ạ. Tối thiểu cũng phải được như vợ anh chứ. Mình vào trong đi. Em chào anh chị ạ. Em uống ly rượu nhá. Vâng. Nãy giờ câu được con nào chưa anh? Chưa. Em xin. Hai đứa nghỉ ngơi hết bữa, rồi tập trung một chút cứ xin nhá. Anh cho anh ấy giải lao chút à? Anh ấy vừa qua một kiếp nạn, bây giờ lại gặp phải tiếp hạn cưới vợ nữa, là anh ấy chịu không nổi đâu. Chỉ còn 6 tháng nữa là khánh thành bệnh viện 1.000 giường bên Pháp. Khi vào hoạt động anh muốn hai em sang bên ấy quản lý cho anh. Thời gian cũng không còn nhiều đâu. Còn đám cưới của hai đứa anh dự kiến khoảng 900 mâm. Lên danh sách khách mời, đừng để sót rồi thành ma chi cưới trách. Nhưng tất cả anh yêu cầu phải được hoàn hảo. Dạ, vâng ạ. Em có vấn đề gì lăn tăn à? Dạ, bố của em còn chưa đứng dậy đi được. Bây giờ mở tổ chức cưới xin ngay,
Em sợ là ông cụ không thể nào mời khách khứa bạn bè được. Với lại ở quê của em cũng có phong tục, nếu mà cưới xin như vậy, người ta dị nghị là cưới chạy. Chạy gì hả em? Anh biết rồi còn hỏi. Anh không biết thật. À, là chạy bầu đúng không? Việc chăn nâm là việc trọng đại, không nên trì hoãn. Anh chị à, mình còn tới 6 tháng nữa cơ mà. Bọn em đảm bảo sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc, anh chị không phải bận tâm. Từ giờ đến lúc ấy, mình còn nhiều thời gian để chuẩn bị mà. À, dạ, Thủy nói đúng đấy anh ạ. Thực ra là em mới xuất viện, sức khỏe cũng chưa khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa là bố Thủy cũng mới bị tai nạn ạ. Em nghĩ là để sau một thời gian, ông cụ tháo bột đi lại được, lúc đấy mình tổ chức, như vậy sẽ trọn vẹn hơn ạ. Thôi được rồi, nhưng trước mắt anh yêu cầu hai đứa đăng ký kết hôn và về ở với nhau, chứ mỗi đứa một nơi anh thấy không tiện lắm. Cái Thủy về chăm sóc thằng Hùng, nó chưa được khỏe đâu, cần có người trông nom. Dạ, cái này thì em nhất trí ạ.